cách thức thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên cổng dịch vụ công quốc gia. Bản sao điện tử là bản chụp dưới dạng điện tử từ bản chính dạng văn bản giấy hoặc tập tin có nội dung đầy đủ, chính xác như nội dung ghi trong sổ gốc, bản chính dạng văn bản giấy. Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính là việc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền căn cứ vào bản chính dạng văn bản giấy để chứng thực bản sao bằng hình thức điện tử là đúng với bản chính. Lợi ích thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính: thực hiện một lần và sử dụng nhiều lần cho các dịch vụ công trực tuyến, tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức, cùng góp phần tham gia xây dựng chính quyền số. Giá trị pháp lý: bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính có giá trị sử dụng thay cho bản chính đã dùng để đối chiếu chứng thực trong các giao dịch theo quy định. Phí chứng thực: nộp trực tiếp tại nơi thực hiện chứng thực, 2.000 đồng một trang, từ trang thứ 3 trở lên thu 1.000 đồng một trang, nhưng mức thu tối đa không quá 200.000 đồng một bản, trang là căn cứ để thu phí, được tính theo trang của bản chính. Đăng ký, đăng nhập tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia. Công dân thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính nên có tài khoản dịch vụ công quốc gia để thuận tiện cho việc sử dụng kết quả chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trong các dịch vụ công trực tuyến của công dân. Đăng ký tài khoản trên giao diện trang chủ của cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ dịchvucong.gov.vn. Công dân chọn mục đăng ký trên trang chủ và thực hiện theo hướng dẫn trên cổng dịch vụ công quốc gia. Công dân có thể đăng ký tài khoản bằng thuê bao di động. Lưu ý, thuê bao di động dùng đăng ký tài khoản phải là thuê bao đã được đăng ký chính chủ. Mỗi công dân chỉ được đăng ký một tài khoản dịch vụ công quốc gia. Đăng nhập tài khoản trên giao diện trang chủ của cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ dịchvucong.gov.vn. Công dân đăng nhập tại mục đăng nhập trên trang chủ theo hướng dẫn trên cổng dịch vụ công quốc gia. Công dân có thể đăng nhập tài khoản bằng chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân đối với tài khoản đăng ký bằng thuê bao di động. Quy trình đăng ký chứng thực bản sao điện tử từ bản chính. Cách thức thực hiện đối với trường hợp đã có tài khoản dịch vụ công quốc gia. Bước 1. Công dân đăng nhập tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia, địa chỉ dịchvucong.gov.vn, chọn dịch vụ công trực tuyến chứng thực bản sao từ bản chính. Bước 2. Chọn cơ quan có thẩm quyền chứng thực và đặt lịch hẹn. Bước 3. Công dân mang bản chính giấy tờ cần chứng thực trực tiếp đến cơ quan có thẩm quyền chứng thực để yêu cầu chứng thực bản sao điện tử từ bản chính và nộp phí. Bước 4. Nhận kết quả trên tài khoản dịch vụ công quốc gia hoặc email nếu chưa có tài khoản dịch vụ công quốc gia. Quy trình chi tiết. Bước 1. Công dân truy cập vào cổng dịch vụ công quốc gia, chọn menu Dịch vụ công nổi bật tại địa chỉ dịchvucong.gov.vn hoặc vào mục Tìm kiếm nâng cao để chọn thủ tục theo hướng dẫn tại màn hình. Công dân chọn thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận. Hệ thống hiển thị màn hình hướng dẫn thông tin thủ tục hành chính. Bước 2. Tại màn hình hướng dẫn thông tin thủ tục hành chính, công dân chọn Ủy ban Nhân dân cấp xã hoặc Phòng Tư pháp cấp huyện để đăng ký đặt lịch hẹn chứng thực, sau đó bấm nút Đồng ý. Sau khi chọn cơ quan chứng thực, hệ thống hiển thị màn hình đặt lịch hẹn. Công dân chọn loại giấy tờ cần chứng thực, chọn ngày hẹn, giờ hẹn. Những ngày, giờ hẹn nào đã đủ lượt đặt lịch hẹn, hệ thống sẽ tự động ẩn đi. Sau khi chọn loại giấy tờ và chọn ngày giờ hẹn, công dân bấm nút đặt lịch hẹn, hệ thống hiển thị thông báo thành công và mã lịch hẹn. Đồng thời, hệ thống gửi SMS tới số điện thoại của công dân thông báo mã lịch hẹn và thời gian hẹn. Trong trường hợp công chức hẹn lại vào thời điểm khác, hệ thống sẽ gửi SMS tới số điện thoại của công dân thông báo thời gian hẹn lại, đồng thời thông tin tới tài khoản dịch vụ công quốc gia của công dân. Bước 3. Công dân đến cơ quan đã đăng ký chứng thực theo lịch hẹn, mang bản chính giấy tờ cần chứng thực và nộp phí. Bước 4. Nhận kết quả chứng thực bản sao điện tử. File kết quả chứng thực bản sao điện tử từ bản chính sẽ được gửi về tài khoản dịch vụ công quốc gia của công dân như sau. Để xem file kết quả, công dân bấm nút Xem giấy tờ trên hồ sơ, hệ thống hiển thị màn hình như sau. Công dân bấm nút Xem chi tiết, hệ thống hiển thị file chứng thực điện tử. Trường hợp chưa có tài khoản dịch vụ công quốc gia, công dân mang bản chính giấy tờ cần chứng thực trực tiếp tới cơ quan có thẩm quyền chứng thực, cung cấp email cho cơ quan chứng thực và nộp phí theo quy định. Sau khi cơ quan chứng thực hoàn tất việc chứng thực điện tử, thì file kết quả chứng thực bản sao điện tử từ bản chính sẽ được gửi về email mà công dân đã cung cấp.
bản sao điện tử được sử dụng nhiều lần cho các dịch vụ công trực tuyến.